Chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của chuỗi bài hướng dẫn sử dụng Photoshop 2021. Ở trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu cách tăng sáng cho một bức ảnh. Trước tiên, chúng ta sẽ tạo một layer mới bằng cách kéo và thả vào dấu cộng như vậy ha. Hoặc các bạn có thể nhấn phím Ctrl cộng Z. Các bạn di chuyển đến hình tròn, nửa trắng, nửa xám như vậy. Chúng ta chọn vào phần Exposure đây. Ok, các bạn chỉ cần quan tâm đến phần Exposure. Rất đơn giản, các bạn thấy. Kéo qua phải, hình của chúng ta sáng hơn. Kéo qua trái, hình của chúng ta tối hơn. Đối với bức hình này, chúng ta chỉ cần tăng lên khoảng 0.1 là đẹp rồi. Ok, như các bạn thấy, sáng hơn rất nhiều. Chúng ta có thể nhấp vào đây để thấy ảnh trước và sau khi chỉnh sửa. Tương tự như vậy, mình lấy thêm một ví dụ khác để các bạn cùng xem ha. Ví dụ như bức ảnh này đi ha. Ở trong phần này, chúng ta khỏi tạo layer mới ha. Chọn thẳng vào đây. Sau đó, chọn Exposure đây. Ok. Chúng ta kéo thanh Exposure qua bên phải một chút. Ok. Như các bạn thấy, đã sáng đẹp hơn so với bức ảnh gốc. Và trong trường hợp này thì mình thấy khoảng 0.15 là đẹp rồi. Qua bên phải quá thì bức ảnh của chúng ta sẽ bị cháy sáng như vậy. Bởi vì đây là bức ảnh JPEG nên chúng ta không có thể tăng quá nhiều như ảnh RAW được. Nếu có bất kỳ phần nào chưa rõ về tính năng này thì các bạn có thể để lại bình luận ở phía dưới của hướng dẫn. Mình sẽ trả lời ngay khi có thể. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.